tì hả? Ủa tì đó mày rồi. Chào luôn. Quay clip chưa? Rồi. Bây giờ sáng nào quay clip chưa? Sáng dậy ăn mì gói quay clip chưa mà? Đây. Người ta đi vô mua vải luôn rồi. Cái áo đẹp quá trời. Trời đừng có giỡn nha. Đi quân dòng này lo lắng đồ cho nghệ sĩ là good lắm á. Không. Ai stylist là được khen kìa. Đừng có giỡn. À, xin chào quý vị và các bạn. Clement ngày hôm nay đến những hẻm số 3 đường Lê Nhân Sĩ. Ngày nào cũng vậy chứ hả? Chào. Mấy bữa anh quay trong phòng mà không biết đâu ai đây, nói lên luôn. Hôm nay họp, hôm nay đồng tuần họp giao ban nên tranh thủ chạy qua không kịp. Chứ không là phải là lên sóng rồi phải không anh? Nhưng mà không nhưng mà khán giả là khoái vô hậu trường lắm, thích lắm. Khán giả khoái coi chuyện bếp nút vậy mà. Mà khán giả chưa coi mấy cảnh cãi lộn hậu trường ha. Mấy cảnh cãi lộn hậu trường hay. Quý vị hãy đến một lần đến phim trường. Nè, bây giờ khán giả yêu cầu là qua quán cơm mười khó kìa. Kính thưa quý vị, hiện nay gia đình em đang kinh doanh yên ổn. Xin quý vị hãy bằng tình yêu thương hãy đến quán em. Đừng vì những cái nút vàng, nút bạc của YouTube mà đến quay rồi làm gia đình em rối loạn. Công an sẽ đến dẹp quán em. Cảm ơn mọi người. Đó thấy không mọi người, Colorman tính ghé review nhưng mà Trần Giang đuổi rồi. Quý vị thân mến, đang bước vào cửa của phim trường là đáng nhiên đang lành. Cô Hoa Hậu đến từ Philippines, Arok Surachai. Ê, gái, con. Ê, đó, Arok Surachai. Nói tiếng Philippines nghe nào. Tôi là trợ lý Hoa Hậu, nghe đừng liên quan tới tôi nghe. Tôi không biết gì nha, tôi là trợ lý Hoa Hậu nghe. Đừng hỏi tôi à. Tôi không biết tiếng Việt. Có đại bình quân bác phải, come on. Ra là con mà cái Philippines, Philippines thì phải nói khát phạm rốt cả rứt đấy. Đẹp cái đặc rốt, đẹp. Đẹp cái rốt, đẹp rốt mà là cái gì đẹp đặc đặc bún. Giờ Hương Giang dịch đi. Hoa Hậu không biết tiếng Việt. Thì đừng hỏi nha, đừng hỏi, đừng ai hỏi gì hết. Cô ấy không biết tiếng Việt. Đi, đi. Đó. Cho anh Hoàng không đổi 7-12 người xem. Chưa đá banh. Ôi cái chương trình này chưa mà hỏi một con ngớt làm vậy. Ba người. Năm ngoái bà còn hát cái bài mà Phận làm Phận là anh năm đâu năm đâu. Phận làm gì đó chưa một lần gì đó. Nhớ không? Chưa một lần kê đơn đó. Không nhớ. Cho cái mít đi, cho anh cái mít. Bởi vậy chứ thuốc mê nó cũng. Gì đó, sao nhớ nhiều vậy? Cái gì vậy? Cái áo thấy quen lắm nè. Ủa chưa lên quay hả? Chưa lên quay hả? Dạ không, bây giờ cái áo đâu có 4 ngày mặc cái máy. Rồi, quay nha. Chúng ta không thể nào ở đây để tiếp tục giúp Clement gặp trẻ kim cương được. Đó, quý vị các bạn thân mến đấy. Thấy chưa? Thấy chưa nói. Đây quý vị các bạn được mình trực tiếp sân khấu của mình. Đây Trần Giang đang giao lưu với lại đó kêu là Hương Giang ha. Rồi đúng rồi.
xa xa là thấy con người thấy Tấn Thành không? Tấn Thành đang đứng khu vực bên sân khấu bên kia. Ủa cái bạn áo đỏ là tên gì vậy? Cây Trần. Cây Trần. Cây Trần. Cây Trần. Khách mời hôm nay hả? Dạ khách mời ca sĩ anh. Bạn Cây Trần là khách mời của tập hôm nay nha. Rapper Cây Trần. Mọi người thấy sân khấu của dòng máy mai đẹp không? Anh nói là năm nay là rất là may mắn là năm nay là tập nào lên cũng là number one trending của YouTube hết. Tất cả là nhờ quý vị khán giả ủng hộ đó nha. Và một đội hình, và một cái đội hình mang bình luận thần thánh. Cái gì vậy? Cái gì mà ta đang bàn, đang bàn trên chụp tấm hình.